Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và đến với clip ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng khám phá một cái tính năng mới được update trong tháng 3 này. Có trong phần update duyên tương phùng. Đó là một tính năng khá là thú vị trong phần thị tẩm. Đầu tiên thì ở giao diện chính các bạn vào thị tẩm. Và các bạn có thể thấy là tính năng đổi đồ đã được update mới trong sáng nay. Các bạn có thể nhìn thấy chữ đổi đồ ở dưới chỗ con chim này, chúng ta bấm vào. Đầu tiên thì ở giao diện này thì các bạn có thể thấy là công chúa của chúng ta đã được update thêm phần mặc đồ rồi. Và cái bên trên là phòng quà này. Hiện tại thì mình chỉ còn 7 vé quà thôi, bởi vì vừa rồi mình đã thử mua rồi. Đây các bạn có thể nhìn thấy là rất nhiều đồ được update, nhìn rất là đẹp. Đấy các bạn có thể thấy là được update tóc này, áo này, cái dây treo ở bên sườn này. À mà ở bên eo mới đúng. Và một cái quyển sách cho công chúa cầm nữa. Ngoài ra thì chúng ta có thể cho công chúa cầm quạt. Như vừa rồi thì mình đã mua một cái áo này, một cái tóc này, một cái tóc tím nữa. Đấy vừa rồi thì mình đã thử mua 4 đồ và mình đã hết vé quà rồi. Tiếp theo thì chúng ta cùng sang lên đồ dùng. Cái đồ dùng này thì chúng ta dùng xu quà để đổi nhá. Và khi mà mua cái đồ dùng này thì để tặng cho công chúa ấy, thì chúng ta sẽ được thêm điểm thân mật. Cái này cũng công dụng y như là món ăn thôi. Và sau khi thì đã mua đồ trong phòng đồ rồi thì chúng ta sẽ vào phần quà và chúng ta tặng công chúa nhé. Đấy các bạn có thể thấy là mình đã mua một số trang phục và một số cái đồ dùng này. Đây, game update thêm một tính năng khá là hay, đó là chúng ta có thể lựa chọn cách tặng một lần, tặng hai lần và tặng ba lần này. Đấy mình đã thử tặng cho công chúa cái món đồ đấy rồi. Và điểm thân mật thì tăng 160 này. Và sau đây thì mình sẽ thử tặng trang phục nhé. Tặng trang phục cũng được tăng điểm thân mật đấy các bạn ạ. Wow, khá là hay. Tặng cái áo được 1001 điểm thân mật này. Có một điều mình không thích là khi mà tặng một món đồ ấy thì chúng ta lại trở về giao diện chính. Vậy là mình đã tặng hết món đồ rồi. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng công chúa. Wow, khá là xinh. Vậy là từ giờ trở đi thì chúng ta sẽ không còn phải nhàm chán với phần thị tẩm, khi mà công chúa và hoàng thượng của chúng ta đã có thể thay đổi trang phục để cho nó bớt nhìn bớt nhàm chán hơn. Chứ ngày nào cũng nhìn nhìn công chúa mặc cái bộ đấy thì cũng hơi chán. Wow, nhìn rất là xinh. Thắt lưng thì mình chưa mua được, bởi vì chưa có đủ vé quà. Lưu. Wow, vậy là nhìn công chúa của chúng ta đã khá là khác đi rồi. Và xinh đẹp hơn rất là nhiều. Mình sẽ chụp một kiểu ảnh. Vậy là clip trang phục cho công chúa và hoàng thượng của mình đến đây thôi. Mong là có thể giúp các bạn trong vấn đề giải trí và chúc các bạn mua được nhiều thật nhiều đồ cho hoàng thượng và công chúa của mình nhé. Và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Và nếu thấy video hay và hữu ích thì các bạn có thể nhấn đăng ký và like giúp mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.